Sáng nay ngày 8 tháng 4, 3 tàu vận tải chở nước ngọt từ thành phố Cần Thơ xuống Cà Mau thuộc Lữ đoàn Vận tải 659 của Quân khu 9 đã cập các bến sông ở vùng khô hạn thiếu nước ngọt. Lượng nước ngọt này được dùng để cấp cho hàng nghìn hộ dân ở các xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, xã Khánh Thuận, huyện U Minh và xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thới, tỉnh Cà Mau. Thì theo như khảo sát hiện tại và điều tra cơ bản thì hiện nay còn hơn 300 hộ trong cái đợt này là đang thiếu nước trầm trọng cái việc nước sinh hoạt. Do đó thì với góc độ địa phương thì cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân các cái nơi, đặc biệt là tỉnh, huyện cũng đã vào cuộc. Thứ nhất là nâng cấp, mở rộng rồi sửa chữa lại các cái hệ thống mà nước ngầm của mình. Thì hôm nay thì được sự quan tâm của Quân khu 9 đến để hỗ trợ trực tiếp cho bà con cái nước sinh hoạt. Thì góc độ của địa phương thì phối hợp với 3 xã Tân Bằng, Biển Bạch Đông để có lực lượng cùng với quân khu sẽ đưa nước đến cái hộ dân để hộ dân có cái điều kiện để hộ dân sử dụng. Có nước ở đây cũng nhà nước ở ngoài Thứ Bình dẫn vô, còn cái nữa rồi hổng gài cũng lâu dữ lắm rồi, giờ thiếu nước, không có nước cung cấp xài đó. Một tháng là xài trung bình là 600.000 đó, lưu 40 đó, kia nó đem lại đổi đó. Cũng mà cho này cũng mừng lắm, cũng cảm ơn nhiều. Hàng nghìn người dân thiếu nước sinh hoạt ở Cà Mau rất cảm kích trước việc làm kịp thời của bộ đội, đặc biệt những hộ nghèo không có phương tiện chứa nước còn được cấp phát các dụng cụ chứa nước để sử dụng. Được biết, lực lượng bộ đội thuộc Quân khu 9 cùng các phương tiện sẽ cấp nước ngọt cho người dân ở những nơi khô hạn từ nay cho đến khi mùa khô kết thúc. Tại Cà Mau, theo thống kê hiện có hơn 2.600 hộ bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt do hạn hán, đặc biệt có hơn 1.700 hộ không có nước ngọt sử dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết đã chi 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để mua các dụng cụ chứa nước và mở rộng, nối dài các đường ống dẫn nước ở các vùng khô hạn trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng.